trai ngồi trang điểm mà. Đúng rồi. Trang điểm đẹp về dọn nhà cháu đẹp. Còn cua rồi anh chủ nhà không biết gì hết. Biết đâu về anh thấy mặt mày ngày mai nó mới tính tiền nhà. Ừ, ngủ đứa anh á. Anh cắp quá anh. Hát gì mà bé này nổi tiếng ăn cắp dần á. Anh cắp cha cho kỹ hay biết tới quần bữa nè. Thôi lo trang điểm đi, về còn cua anh chủ nhà. Ủa anh chủ nhà đẹp trai lắm hả? Không có đẹp trai nhưng mà anh có mấy cái nhà lận. Cua anh thì đỡ đóng tiền nhà tháng này. Có thể bút cái là đỡ tháng tiền nhà. Mà nãy giờ nói vậy không á. Thôi tiền đâu xây tiền nhà. Nữ cũng được, make up nam cũng được, make up giả lộ cũng được, và make up cho bóng gồng cũng được luôn nha mọi người. Mỹ phẩm này dùng đa dạng lắm nè. Có make up mấy con ăn cắp giặt là không được. Rồi tí gửi hình cho nam nè, tao gửi hình cho mày luôn. Anh Thổ đâu rồi, đi gửi chụp hình lên Facebook coi. Ráng lên gì tao quay đủ 10 phút tao mới up được. Nghĩ chắc đụng thấy mày đẹp nè, đúng không? Cảm xúc của em kia là mấy cấp giữa một cái trung tâm thương mại mà toàn con gái đi mua sắm không là gì thế nào gì? Có gì đâu, tại vì em cũng là gái mà. Bê đê lộ với con gái thật ra là một kiểu, em đừng có ngại, không có gì phải giấu hết á. Đến ngay quầy backup station để gặp anh thân Duy Nam. Thân Duy Nam, anh thân Duy Nam backup dạo nhưng mà mất dài dễ cho mặt. Mình không có tiền và mình anh là bạn thân của Ali Bùi chụp hình cho mày á. Ali Bùi nào? Ali Bùi chụp hình cho mày á. Đâu có đâu. Có một hồi bị ôm cây, ôm cối, ôm tượng rồi mặc áo ba lỗ đó. Mày bị điên hả? Ali Bùi. Ali Bùi cái quần. Có ai tên Ali Bùi đâu? Ali Bùi tên thật là gì em? Nghĩa. Cái gì Dương mà. Nghĩa. Hình ở trên Facebook Ali Bùi có. Ali Bùi là ai chẳng có Facebook đâu. Cái bộ hình màu trắng trắng của màu áo ba lỗ mà chụp em chưa nắng á. Không phải, lộn rồi. Nói Ali Bùi, bà lộn rồi. Ali Bùi. Ali Bùi là chụp cho Nhẫn đó ơi. Chụp cho mày. Dương chớp. Đây thì Dương đúng rồi. Lộn tiệm đấy chưa? Thầy thấy đi chụp chùa thì nó ai chụp chớ luôn. Bà giống nhớ đúng không? Ráng lên gì, tao quay đúng 10 phút rồi tắt. 10 phút chưa? Nó có 5 phút rưỡi à. Mặt có bị khó coi không vậy? Hả? Mặt có bị khó coi không? Mặt có lúc nào mà không khó coi. Tại vì thật ra trong này toàn con gái không mà nên nè. Không, tại vì đang có lý do. Lý do gì?
Để có người chụp ảnh kìa, anh này chụp ảnh đẹp nè. Ngồi yên đi cho ta chụp ảnh. Ồ, diễn quá, diễn rồi, diễn quá. Kêu thổ vô chụp kìa, thổ cũng MV hiền hồn nè, kêu hai đứa vô hội ngộ đi nè. Xuống lên đi nè, tôi quay cho nè đẹp nè. Bây giờ hơn 10 phút rồi nó sao chưa tắt vậy? Nó có 6 phút mà. Đã bê lê lộ thì mình có gì đâu phải ngại. Lộ cái quần. Quay đi cho khán giả coi. Đứng quay chứ được ăn cắp nha. Cái gì? Đứng quay chứ được có ăn cắp nha. Tao quay cảnh bị ăn cắp thôi. Chứ tao quay coi chừng. Ý! Đừng có nhìn những cái hộp xong người ta. Tao nhìn được quá trời luôn, Duy ơi. Trời ơi, ăn cắp, ăn cắp. Kìa, bạn sau lưng kìa. Cởi ủ, coi, sao mày nhét. Câu. Kẻ lông mày dư Kim Linh cho nó nha. Vậy là dễ thương à, mày tưởng trong đầu mày nghĩ vậy là dễ thương à. Ủa Nike kỳ lắm. Ăn cắp nè mọi người ơi, không la cho con mang vô nha. Nó ăn cắp vặt dữ lắm đó nha nè, tí đem nhớ kiểm tra đồ. Em mất 2 phấn rồi nè. Vậy hả, về sáng vậy hả? Mới vô ngồi mất 2 phấn rồi, ghê thiệt. Nó lấy 2 phấn rồi, nó nâng cấp á. Ai? Duy. Duy? Dạ. Anh nghĩ em để phấn chỗ nào mà 2 hộp? Dư luôn á, mày là lấy mấy thùng makeup còn được chứ còn 2 hộp phấn ăn thua gì. Để đâu? Mất luôn cái thùng makeup còn kìa. Hàng đòn á. Giờ đưa 2 hộp để đâu trong người? Trong cái hàng hàng đòn của mày á. Anh chủ nhà mày ngồi lên cũng mất. Giờ anh chủ nhà tìm anh quá trời luôn á. Cho thuê nhà xong mất chồng. Hỏi chồng đâu? Nó có biết đâu. Nên chị thấy anh vô phòng em. Có mắt này chị thấy anh vô phòng em. Em mới ngồi lên cái anh mất tiêu. Tối trả ra cho chị xài xong ngày mai anh vô mình lại bắt tiếp. Mở trong túi sao mà vừa. Mở trong hang á. Mở trong túi được rồi. Ảnh đi lạc trong hang. Ông ơi, ăn cắp hả? Chị thích trang điểm lắm, tí đánh cho chị xong trái tim lồng đào màu đỏ đỏ hồng hồng rồi cho chị đang ốc. Hôm nay Duy trang điểm đi đâu vậy Duy? Dạ lộ. Dạ lộ Duy trang điểm lộ nha. À rồi.
vui quá ha, tự nhiên đi siêu thị mà được trang điểm miễn phí nó thích quá trời. Lâu lắm chưa có cảm giác ai quẹt 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 trên mặt. Ai dễ xô quá đâu có ai bút đâu. Trang điểm có cảm giác như là được đi làm vậy, khoái lắm. Tại vì làm... chụp hình nó đi làm. Đúng rồi, tại vì làm gái thật ra đúng không? Lúc nào mới trang điểm đâu. Cái gì vậy? Phải lúc nào? Làm gái là đeo khẩu trang vừa vô khách sạn cái là tắt đèn rồi tù khẩu trang ra nhảy lên giường luôn. Nên đâu có cần trang điểm gì mấy đâu. Xong rồi đi xa. Ủa tự nhiên mày chào nhỏ hết hồn chị kia chưa hết hồn luôn kìa. Ê anh Môn đến từ nước nào mày kìa. Đó. Ê anh Môn đến từ nước nào? Thương hiệu Watson đến từ nước nào chứ? Mọi người thấy ông Duy là nó không có chân mày nhưng mà nó chưa có điêu khắc, nó chỉ sắp điêu khắc. Sẽ điêu khắc sớm thôi. Chào tạm biệt quý vị, đi Duy quá 10 phút rồi. Không có nhiều cơ hội cho mày đâu. Vậy cái này chỉ chuyên nghiệp lắm, mấy cái trận trời này nó vỗ mắt chỉ chuyên nghiệp vô cùng. Chị thích cảm giác đó lắm. Chẳng lên chị. Ê, không đưa cỏ vô tự chọn luôn. Không cần phải nhắc luôn. Rồi chúng ta coi như là tạm kết thúc chương trình Makeup giả lộ ngày hôm nay nha mọi người nha.